Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với những tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới Nhất. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin được chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, chúng tôi xin điểm qua những tin chính ngay sau đây. Không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ, các khu vực cả nước đều có mưa rông, xuất hiện mưa đá tại một số xã vùng cao ở tỉnh Cao Bằng. Kính thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, các khu vực cả nước đều có mưa rông. Thủ đô Hà Nội ngày có lúc có mưa rào và rông, đêm không mưa. Mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ C, cao nhất 25 đến 27 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 8 tháng 5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực Đông Bắc Bộ, Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc cấp 5. Trên đất liền ngày 8 tháng 5, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 21 đến 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Ngày 8 tháng 5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm trên 24 giờ, có nơi trên 80 mm trên 24 giờ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối. Với lượng mưa từ 10 đến 30 mm trên 24 giờ, có nơi trên 50 mm trên 24 giờ. Các khu vực đề phòng mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trên biển ngày 8 tháng 5, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, riêng khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động mạnh. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền, các loại hoạt động khác. Thời tiết các khu vực ngày và đêm 8 tháng 5, phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời chuyển mát. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, cao nhất 24 đến 27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Hà Nội ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời chuyển mát. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ C, cao nhất 25 đến 27 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, cao nhất 27 đến 30 độ C. Riêng phía Nam có nơi trên 31 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 23 đến 26 độ C, cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 26 đến 29 độ C, cao nhất 32 đến 35 độ C. Xuất hiện mưa đá tại một số xã vùng cao ở tỉnh Cao Bằng. Khối lượng mưa đá ở Cao Bằng chiều ngày 7 tháng 5 không nhiều, kích thước viên đá từ 0,5 đến 1,5 cm nên không gây thiệt hại nhiều về hoa màu. Mưa đá khiến một số nhà dân bị thủng mái ngói. Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, chiều ngày 7 tháng 5, không khí lạnh từ phía Bắc tràn về trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện mưa đá tại một số nơi, gây ảnh hưởng về tài sản của người dân. Mưa đá xuất hiện khá nhiều tại một số xã vùng cao của huyện Hà Quảng như Thượng Thôn, Mã Ba, Hồng Sĩ, Tổng Cọt, các vùng lân cận thuộc huyện Trùng Khánh như Quang Hán, Cô Mười, thị trấn Trà Lĩnh,
Quang Vinh và một số xã của huyện Quang Hòa như Phi Hải, Ngọc Động. Tuy nhiên, khối lượng mưa không nhiều, kích thước viên đá từ 0,5 đến 1,5cm nên không gây thiệt hại nhiều về hoa màu. Mưa đá khiến một số nhà dân bị thủng mái ngói. Ông Nông Văn Bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh xác nhận chiều ngày 7 tháng 5, trên địa bàn huyện có mưa đá ở một số nơi, tuy nhiên thiệt hại không lớn. Huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn khẩn trương thống kê thiệt hại để lên phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng Nai, hồ thủy điện lớn nhất miền Nam cận mực nước chết. Mực nước chết tại hồ thủy điện Trị An là 50m, trong khi vào chiều ngày 7 tháng 5, mực nước cao trình hồ là 50,5m. Cận mực nước chết, đây cũng là mực nước thấp nhất ở hồ trong hơn 12 năm qua. Giám đốc công ty thủy điện Trị An Võ Tấn Nhẫn cho biết mực nước chết tại hồ thủy điện Trị An là 50m, trong khi vào chiều ngày 7 tháng 5, mực nước cao trình hồ chỉ là 50,5m. Cận mực nước chết. Đây cũng là mực nước thấp nhất ở hồ trong hơn 12 năm qua. Hồ thủy điện Trị An là hồ thủy điện lớn nhất ở miền Nam. Mực nước hồ xuống thấp là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mùa khô kéo dài, lượng mưa ít. Hiện lượng nước về hồ là rất thấp, dao động từ 80 đến 100 mét khối trên giây. Dù mực nước thấp nhưng nhờ có hệ thống vận hành liên hồ thủy điện nên thủy điện Trị An vẫn có thể vận hành 4 tổ máy. Tuy nhiên do nước hồ về ít nên sản lượng điện thấp, chủ yếu chạy để duy trì nước cho hạ du. Theo ông Võ Tấn Nhẫn, trong điều kiện bình thường, thủy điện Trị An đạt sản lượng 9,6 triệu kWh/giờ. Tuy nhiên hiện công trình chỉ đạt sản lượng khoảng 2 triệu kWh/giờ, chỉ bằng gần 20% so với cao điểm. Trước đây vào tháng 9 năm 2010, mực nước hồ thủy điện Trị An ở mức 49,99 m, thấp hơn mực nước chết nên nhà máy phải luân phiên phát điện các tổ máy. Những ngày qua thời tiết ở Đồng Nai có dấu hiệu chuyển mùa, dự báo thời tiết cuối tháng năm này mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn, lúc đó nước về hồ sẽ nhiều hơn. Thủy điện Trị An sẽ tăng sản lượng điện, giải quyết được những khó khăn. Ông Võ Tấn Nhẫn chia sẻ, hồ thủy điện Trị An được xây dựng vào năm 1984, hoàn thành năm 1991. Công trình có 4 tổ máy, công suất thiết kế 400 MW. Ngoài đóng góp cho điện lưới quốc gia, thủy điện Trị An còn giúp đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du, cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho sản xuất của khoảng hàng triệu người dân các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình thời tiết của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những bản tin tiếp theo của ban biên tập thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin chúc quý vị một ngày làm việc tràn đầy vui vẻ và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới Nhất mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.